Sau 2 tháng nghiên cứu, nhóm gồm 6 bạn sinh viên Thanh Khiết, Hoàng Yến, Anh Thư, Khánh Linh, khoa Môi trường và Tài nguyên, Thảo Ngân, khoa Kỹ thuật Hóa học và Quốc Hoàng, khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính đã cho ra màng bọc thực phẩm từ Nha Đam. Nhận thấy Nha Đam là nguồn nông sản dồi dào, dễ sinh trưởng và được trồng phổ biến ở nhiều vùng. Loại cây này vốn lành tính, chứa nhiều chất dinh dưỡng như chất chống oxy hóa, các loại vitamin. Chính vì lý do đó mà nhóm sinh viên đã quyết định dùng nguyên liệu hữu cơ này để nghiên cứu ra màng bọc thực phẩm có khả năng kháng khuẩn, tự phân hủy và góp phần hỗ trợ kinh tế cho bà con nông dân. Đối với sản phẩm của nhóm mình thì gồm có một số nguyên vật liệu chính là tất nhiên phải kể tới là nha đam đầu tiên và kết hợp với chitosan để có thể tăng tính tạo màng. Ngoài ra thì tụi mình có kết hợp một số chất biocomposite khác để tạo được một cái chất nền ok hơn. Các bước thì xử lý nha đam để có thể chiết xuất được thành phần nước để có thể bỏ vào sản phẩm. Sau đó là tụi mình sẽ tạo hỗn hợp nền và sau đó trộn chúng lại và cho vô lò sấy từ 2 tới 3 tiếng để có thể ra thành phẩm là màng. Thì đối với nhóm thì bước quan trọng và cũng là khó nhất là sấy, bởi vì tụi mình phải canh, nếu mà không canh thì nó có thể cháy màng, có thể thất bại sản phẩm ở cái bước đó là bước cuối cùng. Điểm khác biệt của sản phẩm màng bọc thực phẩm chiết xuất từ Nha Đam thì đầu tiên đặc biệt nhất là tính kháng khuẩn, bởi vì là Nha Đam thì mọi người ai cũng biết là nó cũng có tính kháng khuẩn khá là cao, có thể dùng được trong nhiều ngành, ví dụ như là sắc chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp. Thì nhóm cũng ứng dụng Nha Đam thì màng của nhóm thì cái màng bọc của nhóm thì theo một bài nghiên cứu thì cái màng bọc thực phẩm mà chiết xuất từ Nha Đam thì có thể bảo quản thực phẩm tươi, bảo quản trái dâu tây tươi hơn được 2 ngày. Cái đó là cái điểm đặc biệt của màng bọc. Sản phẩm màng bọc của nhóm cũng đã đạt giải nhất tại Ngày hội Kỹ thuật của Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia cuộc thi Bách khoa Innovation và đặt gian hàng trưng bày sản phẩm tại triển lãm cuộc thi. Ngoài ra, nhóm cũng đang vào vòng chung kết cuộc thi Sinh viên Thế hệ mới năm 2024, dự kiến tháng 11 sẽ tranh tài toàn quốc. Một cái thực tế có rất nhiều cái màng bọc thực phẩm và chúng ta sử dụng rất là nhiều, nhưng mà sau khi sử dụng thì nó tác động đến môi trường, và bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều bài báo, nghiên cứu và cũng có nhiều cái phóng sự nói về trong quá trình sử dụng màng bọc mà không đúng cách cũng có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Chính vì vậy mà các bạn của nhóm Aloe, các bạn đã đưa ra một cái ý tưởng là chúng ta dùng tạo ra một cái màng bọc sinh học mà vừa đảm bảo cho sức khỏe người tiêu dùng và vừa có thể thân thiện với môi trường, có nghĩa là có khả năng tự phân hủy tốt sau khi quá trình sử dụng. Hiện tại, sản phẩm của nhóm làm ra chủ yếu để tham dự các cuộc thi nghiên cứu và khởi nghiệp. Nếu thương mại hóa sẽ có giá dao động từ 80.000 đến 90.000 đồng trên 30cm. Trong tương lai, nếu được đầu tư sản xuất với số lượng lớn, sản phẩm sẽ có giá rẻ hơn. Nhóm sinh viên cũng hướng đến việc sản phẩm màng bọc dùng trong lĩnh vực công nghiệp, bọc các túi gia vị, bánh kẹo, v.v. Nhóm mong muốn mang sản phẩm này đến người tiêu dùng cả trong và ngoài nước, hạn chế được rác thải từ nhựa, góp phần bảo vệ môi trường.